Bạn ơi, chuyện gì đấy mà nữa là Thư là khó khăn. Không rồi. Bây giờ một không rồi nghe này. Mình phải bỏ nghe. Trời gần đất của các bạn 20 rồi, còn một trái cuối. Trời ơi. Nhỏ cái cầu ra ngoài đi. Cảm xúc thế nào? Còn một hẹp nữa vậy bạn. Thắng một hẹp rồi còn một hẹp nữa. Cố lên, thắng đi rồi đăng đen mừng nha. Hay quá, gán lên Thư ơi, một trái nữa. Thắng ơi. Hay, Thư. Hay quá, thắng rồi. Liên chuẩn bị vô chung kết đi nha mọi người. Chuẩn bị đá chung kết nè. Ai mà ủng hộ nhớ nhấn like, subscribe mạnh tay lên nha.
Liên vô chung kết rồi nha mọi người. Cầu mình thắng được giải thì mình sẽ dẫn cả team đi ăn nha. Nay mình đã thắng được giải gì rồi mình dẫn team đi ăn đúng như lời mình hứa luôn này nha. Còn mình nói là bạn mình đã gớt mình được hạng 5. Cho nên mình đang ké. Em đang ké nha mấy bạn. Thi xong giờ mình đi về nha mọi người. Bye bye các bạn. Bye bye. Nếu các bạn thích video này hãy cho team mình một like, một đăng ký, nhấn vào cái chuông nha các bạn. Bye bye.